Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi lại review lên sóng với anh em một mẫu đồng hồ với thương hiệu OGN, hàng chính hãng đang có mặt tại đồng hồ The Watch của chúng tôi. Và hôm nay tôi lại lên một video giới thiệu với anh em mẫu đồng hồ OGN với phiên bản là vừa dây thép vừa dây da, dành cho em nào đeo văn phòng, học sinh, công nhân, sinh viên, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Mẫu đồng hồ này thì có mức giá là dưới 10 triệu đồng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết em nó ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, trên tay tôi thì anh em cũng nhìn thấy rồi, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Đây, rất là sang xịn mịn. Với mặt này, của em nó là được trẻ tia này. Đây, anh em nhìn này, trẻ tia lấp lánh luôn. Trẻ tia mắt mèo lấp lánh luôn. Với thiết kế là vừa kết hợp giữa số La Mã và cọc số, và có lịch ngày ở cọc số 3 giờ. Kim mũi giáo rất là đẹp luôn. Và mẫu đồng hồ này là thương hiệu OGN của Nhật Bản, với thiết kế là kính sapphire nhé. Dây vỏ là thép 316L. Đây. Rồi, tôi sẽ đo sai mặt của em nó để cho anh em có thể quan sát nhé. Rồi, sai mặt của em nó đây anh em này. Sai mặt của em là 41.3. Sai mặt của 41.3 và độ dày nè. Đây, độ dày của em nó là 11.2. Đấy, tôi thì tay trái cho nên là nhiều khi là đo nó cũng hơi ngược tay. Anh em thông cảm. Đây, mã của em nó đây anh em này. Vâng, mã của em mặt trắng này là RAC0F10F10B. Giá là 7.850.000. Đấy. Đây. Đây có cả mã QR để cho anh em có thể check được cái sản phẩm này chính hãng hay không này. Đấy, đây, đều là của OGN chính hãng anh em nhé. Đấy, em nói thì có lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống này. Đấy, đây là dòng automatic anh em nhé, đây là máy cơ nhá. Nhiều khi anh em này cứ xem mà không biết, như vừa rồi đây thì tôi cũng có gửi một chiếc đồng hồ vào Đà Nẵng cho một ông bác. Vâng, ông bác này đặt một chiếc đồng hồ máy pin. Đến lúc xem hàng thì bảo là không phải máy cơ à, thế cuối cùng lại không lấy. Đấy, nó rất là phiền phức anh em ạ. Đấy, cho nên là khi anh em xem thì anh em cũng phải hỏi rõ là đây là đồng hồ cơ hay đồng hồ pin để đặt hàng, tránh những cái trường hợp lại hàng hoàn về nó rất mất thời gian anh em ạ. Vâng. Rồi, đây là một chiếc đồng hồ mặt dial màu trắng mạc sẻ tia này, và đây là một chiếc đồng hồ mặt màu xanh navy sẻ tia rất là đẹp. Đấy, rất là trẻ trung luôn. Ví dụ anh em nào là học sinh, công nhân, sinh viên, rồi là các bác là đi làm văn phòng, đấy, đeo mẫu đồng hồ này thì khỏi phải nghĩ rồi, rất là trẻ trung và rất là đẹp luôn. Rồi, tôi sẽ đeo thử lên tay cho anh em xem. Đây, phần ở đây, phần khóa của em nó đây anh em này, logo sắc nét của OGN này. Đây, sapphire này, kính sapphire luôn. Đấy, khóa gập 3. Đây, tôi lên tay cho anh em xem. Phần dây của mẫu đồng hồ này được thiết kế rất là đẹp luôn, rất là trẻ trung này, mắt rất là đẹp. Rồi, lên tay đây anh em này. Với thiết kế mặt đồng hồ sai mặt 41 thì gần như là phù hợp với cổ tay của người Việt mình rồi. Nó rất là dễ đeo, không có gì khó đeo của mẫu đồng hồ này cả. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bắt ánh điện lấp lánh luôn anh em nhé. Rất là nhìn rất là chất luôn. Đấy, cổ tay của tôi là 18 cho nên là đeo mẫu đồng hồ này nó cũng rất là ok. Anh em nào có cổ tay 16, 17, 18 thì đeo mẫu đồng hồ này ok rồi, không phải nghĩ nữa rồi. Rất là đẹp luôn anh em nhé. Rồi, mẫu đồng hồ màu xanh này cũng vậy thôi, tôi cũng đeo lên tay để anh em có thể gắm lên tay mình nhé. Đây anh em này, phải nói là cực kỳ là trẻ trung và rất là đẹp luôn. Này, mặt màu xanh này thì nó rất là trẻ. Anh em nào khoảng 40 tuổi đổ xuống, khoảng 20 tuổi đổ lên là đeo mẫu đồng hồ này thì khỏi phải nghĩ rồi. Rất là dễ đeo luôn. Này, rất là sang xịn mịn, rất là đẹp luôn. Cái phần dây nó dài thì phải cắt dây. Rồi, sang đến phiên bản dây da thì cũng vậy thôi anh em. Đấy, phần dây da này cũng vậy thôi. Nó chỉ khác nhau mỗi phần dây đấy anh em nhé. Còn mặt dial là y hệt nhau luôn, không khác gì nhau cả. Đây, anh em có thể so sánh này. Đấy, mặt dial y hệt nhau luôn. Đều là mặt màu xanh navy này, sẻ tia này. Đấy, đều giống hệt nhau, không khác gì nhau. Đấy, y xì đúc luôn. Nó chỉ khác mỗi cái là dây da và dây thép thôi. Đấy, dây da này. Đấy, dây da này, dây da thật luôn anh em nhé. Đấy, thép là cũng là thép thật luôn chứ không phải là thép giả thép đâu. Rồi, em dây da này thì có mã của em nó đây. Mã của em nó là RAC0F11L 10B, giá là 7.480.000. Đây, đây. Sai mặt cũng đều là 41 này. Độ dày của em nó là 11.3 này. Rồi, mẫu đồng hồ này thì cũng rất là trẻ trung. Rồi, tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em gớm lên tay mình nhá. Đây, anh em ơi.
lên tay quá là đẹp đúng không ạ? Anh em là thích một chiếc đồng hồ nó trẻ trung này, đấy, thì đeo dây da nó cũng rất là trẻ này. Đấy, đeo đồng hồ nó phải trẻ người ra, chứ đeo đồng hồ mà nó già đi và nó xấu đi thì có nói làm gì đúng không anh em? Đấy, cho nên là đeo một chiếc đồng hồ nó phải trẻ trung, năng động thì nó sang xịn mịn. Mà Ogen thì anh em cũng biết rồi, nó được đánh giá là nồi đồng cối đá của Nhật rồi, mình nghĩ đấy rồi. Nó là một trong những top mang thương hiệu đồng hồ lớn nhất của Nhật Bản và được toàn thế giới tin dùng, thì anh em cũng không phải nghĩ gì về cái thương hiệu Ogen này nữa rồi, bởi vì rất là bền bỉ và nhất là dòng máy cơ. Đấy, dòng máy automatic như thế này thì vài năm thì anh em lau dầu một lần thôi, chứ còn để nó hỏng thì tôi nghĩ rất là khó anh em nhé. Trắng nào, đây em màu trắng bạc này thì cũng giống nhau này, anh em nhìn nè, giống hệt nhau đúng không nè, không khác gì nhau, từ dây cho đến mặt số cho đến vỏ đều giống hệt nhau, không khác gì nhau. Anh chỉ đúc nó chỉ khác mỗi phần dây thôi. Đấy, thì phần dây của mẫu đồng hồ này là màu nâu, em màu nâu, mã của em nó nè, mã của em nó đâu đây, mã của em nó đây, RAC0F12S10B, giá là 7.480.000. Đấy, giá mức giá của em nó đều là dưới 10 triệu đồng, rất là hợp lý luôn anh em nhé. À vâng, đây phần mặt đáy của em nó này, từ nãy đến giờ là cũng không giới thiệu với anh em là về phần mặt đáy của em nó, tí nữa thì quên. Đây phần mặt đáy đây, tôi mở phần khóa này ra cho anh em xem. Đây phần mặt đáy của em nó đây. Đấy, mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng có tem chống giả của Tân Hải Minh này, nhà phân phối đồng hồ Ogen độc quyền tại Việt Nam này. Và đây em nó là được lộ máy luôn đấy, phần đáy là lộ máy luôn này. Vâng, em nó đang được lắp máy là F672 đây anh em này. Vâng, đây là một dòng máy cao cấp của Nhật Bản và độ chịu nước em nó là 5 ATM, đấy cho phép anh em đi mưa rửa tay và tắm nhẹ được thoải mái luôn. Và đây là có một cái tem Ogen đây. Đấy, đây là phần mặt đáy của em nó, anh em có thể quan sát được cái phần bộ máy bên trong chuyển động này. Rồi kính sapphire này, đấy, phần dây này, đây là dây giá trị luôn. Và phần khóa của em nó đây, logo sắc nét của Ogen này đây. Đấy, phần trong này, đấy, dây của em nó là dây 22. Rồi tôi lên tay cho anh em xem nhé. Rồi đây anh em ơi, lên tay thì khỏi phải nghĩ rồi đúng không ạ, rất là chất luôn, mặt xẻ tia rất là lấp lánh này. Đấy, có chức năng lịch ngày ở tổng số 3 giờ. Đấy, tay này rất là vừa tay mà nó rất là hợp lý luôn anh em ạ. Này, rất là sang xịn mịn luôn, phải nói là quá đẹp. Mẫu đồng hồ này thì có chế độ là lên cót bằng tay này, chế độ là lên cót bằng tay luôn anh em nhé. Này, lên cót bằng tay luôn, lên cót bằng tay và dừng kim dây tự động luôn. Đấy, dừng kim dây tự động nhé. Này tôi rút này, đấy, dừng luôn tự động luôn. Đấy, đời cao nó phải thế anh em ạ, rất là ok luôn. Tôi đánh giá rất là cao ở mẫu đồng hồ này, bởi vì em nó được thiết kế thứ nhất mặt rất là đơn giản, và từ mặt kính cho đến vỏ dây đều là cao cấp và mới mức giá là rất hợp lý, thì tôi nghĩ là đây là một chiếc đồng hồ anh em nên sở hữu anh em nhé. Em với sản phẩm thì bao giờ có một cuốn sổ bảo hành này, đây là một cuốn sổ bảo hành chính hãng nha anh em nhé. Đây, đây là một cuốn sổ bảo hành chính hãng luôn. Vâng, ở trang cuối của cuốn sổ bảo hành thì bao giờ cũng có tem đây, tem chống giả của Bộ Công an này, đấy, Tân Hải Minh đây, đấy tem chống giả nhé. Và phần này là sẽ điền các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Và ở trang giữa thì có là trung tâm bảo hành của thương hiệu Ogen ở đây. Đây, gồm có các trung tâm bảo hành của Việt Nam đây anh em này. 41 Thế Sách này, 146 Nguyễn Khánh Toàn này, Cầu Giấy này, 395 Điện Biên Phủ Sài Gòn này, và 64 Võ Thị Sáu Sài Gòn này, 23E Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm Hà Nội. Đấy là những trung tâm bảo hành cho thương hiệu đồng hồ Ogen chính hãng này tại Việt Nam. Và ngoài ra thì đi kèm với sản phẩm nữa thì bao giờ có một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Ogen đây. Đây là một chiếc hộp. Đấy, một chiếc hộp rất là đẹp ở đây. Đấy, anh em xem này. Đây, đây là một chiếc hộp của thương hiệu Ogen. Đấy, rất là đẹp. Khi anh em mua thì bao giờ có một chiếc hộp chính hãng như này để kèm cho anh em nhé. Rồi, trên hai phiên bản đồng hồ Ogen rất là đẹp ở đây. Anh em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với The Watt để sở hữu em nói ngay anh em nhé. Rồi anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, và bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.